Xin chào tất cả các em đã quay trở lại bài giảng của cô. Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm thế nào là sự đông đặc và sự nóng chảy, cũng như là những cái đặc điểm trong cái quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức đó để giải quyết các bài tập trong sách bài tập liên quan đến chủ đề là sự nóng chảy, sự đông đặc. Thì đầu tiên để làm được một số bài tập đó thì các em và cô sẽ cùng nhau lại ôn lại một số kiến thức. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu được thế nào là sự nóng chảy và thế nào là sự đông đặc. Nóng chảy chính là cái quá trình mà khi một vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Đây cô có một vật, đây là thể rắn và thể lỏng. Khi mà nó chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì đây chính là quá trình nóng chảy, sự nóng chảy. Còn ngược lại, khi vật mà đang từ thể lỏng chuyển sang thể rắn thì người ta gọi đây là chính là quá trình đông đặc, hay còn gọi là sự đông đặc. Trong quá trình mà vật nóng chảy cũng như đông đặc thì nhiệt độ của vật là không thay đổi. Nó sẽ có đặc điểm đó chính là nhiệt độ không thay đổi trong cái quá trình nó nóng chảy hoặc đông đặc. Và cái nhiệt độ đó, ví dụ ứng với cái sự nóng chảy thì đó chính là nhiệt độ nóng chảy. Còn nếu ứng với cái sự đông đặc thì nó chính là nhiệt độ đông đặc. Thì phần lớn các chất nóng chảy hoặc đông đặc sẽ ở một cái nhiệt độ xác định. Thì cái nhiệt độ đó là nhiệt độ nóng chảy hoặc là nhiệt độ đông đặc, được chưa ạ? Và nhiệt độ nóng chảy cũng như là đông đặc của các chất khác nhau thì là khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức đó để giải quyết một số bài tập trong sách bài tập. Đầu tiên là câu 24 đến 25.1. Câu 24.25.1 là một câu trắc nghiệm. Trường hợp nào dưới đây không xảy ra sự nóng chảy? A. Bỏ một cục nước đá vào trong một cốc nước. B. Đốt một ngọn nến. C. Đốt một ngọn đèn dầu. Và D. Đúc một cái chuông đồng. Đầu tiên chúng ta phải biết là xem là những cái hiện tượng này, trường hợp nào xảy ra sự nóng chảy, trường hợp nào mà có sự chuyển thể từ rắn sang lỏng. Thứ nhất là thấy nước đá là lúc đầu nó thể rắn đúng không nào các em? Và sau đó nó chuyển sang thể lỏng là nước. Vậy nên ở cái phần A này, trường hợp A này chính là sự xảy ra sự nóng chảy. Tiếp tục đến câu B. Đốt một ngọn nến. Khi ta đốt một ngọn nến thì ta thấy là theo thời gian cây nến của chúng ta sẽ ngắn dần đúng không? Và ta quan sát thì thấy cái lượng sáp ở cây nến nó sẽ chảy ra. Vậy thì đây cũng là một cái sự nóng chảy. Ở câu C, đốt một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu này mà ta đốt được đó là nhờ là cái bấc của chúng ta sẽ hút cái lượng dầu ở dưới và nó sẽ làm cháy cái dầu đó. Và cái quá trình này không phải là quá trình nóng chảy vì không hề có sự chuyển thể gì từ thể rắn sang thể lỏng cả. Vậy nên ở ý C này không phải là sự nóng chảy. Câu 24-25.1 ta sẽ chọn đáp án C. Nếu chúng ta cũng tiếp tục phân tích câu D. Đúc một cái chuông đồng. Thì ở phần lý thuyết trước chúng ta đã xét cái quá trình mà đúc chuông đồng đúng không nào? Chính là một cái quá trình có quá trình nóng chảy ở đó. Khi mà từ những cái nguyên liệu thô, những cái viên đồng thô thì người ta đã đun nóng chảy lên để tạo ra cái đồng lỏng. Thì cái quá trình đó là quá trình nóng chảy. Và nếu mà ta phân tích sâu hơn, tức là từ cái đồng lỏng này người ta sẽ đổ vào cái khuôn. Cái khuôn này đã có chế tạo sẵn cái hình dạng mà ta cần phải tạo cho cái sản phẩm của mình. Và khi mà đồng lỏng ở trong khuôn mà nó nguội dần,
nó sẽ đông đặc và tạo ra cái sản phẩm mà ta mong muốn, được chưa ạ? Chúng ta tiếp tục đến với câu 24-25.2. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng? A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc. C. Là nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc. Và D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc. Thì các em cũng đã biết là khi chúng ta khảo sát đúng không? Thì các em thấy là nhiệt độ nóng chảy cũng như nhiệt độ đông đặc của nước là bằng nhau và nó đều cùng là giá trị là 0 độ. Vậy nên ở câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D, nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc. Cụ thể hơn chính là bằng 0 độ C. Tức là khi mà nhiệt độ đạt đến 0 độ C, ví dụ như đang từ một cái viên đá, khi nó đạt đến 0 độ C thì nó bắt đầu là nó xảy ra cái quá trình gọi là nóng chảy. Còn khi mà đang từ nước đá này, đang từ nước này, cô để vào tủ lạnh mà nó đạt được đến 0 độ C thì nó bắt đầu là nó đông đặc. Chúng ta chuyển sang tiếp câu 24-25.3. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ không khí? Thì các em cũng đã biết là nước là một cái nguyên liệu thì thứ nhất là vừa an toàn này, thứ hai là vừa rẻ này. Tại vì nước thì rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, xuất hiện rất nhiều trên trái đất đúng không nào? Nhưng tại sao người ta không dùng nước để làm nhiệt kế đo nhiệt độ của không khí? Thì chắc hẳn phải có cái nguyên nhân nào đó. Thì ở bài trước, ở cái bài mà chúng ta được học về sự giãn nở của các chất, sự giãn nở của chất lỏng đối với nhiệt độ đúng không nào? Thì ta đã biết được là nước là một cái chất mà có sự giãn nở không đều. Cụ thể hơn, tức là khi mà nó tăng nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C thì nước của chúng ta lại co lại, chứ nó không nở ra. Còn từ 4 độ C trở lên thì nước mới bắt đầu là nở ra. Vì cái sự nở vì nhiệt không đều như vậy nên người ta đã không chọn nước để làm nhiệt kế. Chúng ta sẽ giải thích như sau. Người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí vì... Người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí. Vì thứ nhất đó chính là nước giãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt. Cụ thể đó chính là khi tăng nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C. Từ 0 độ C đến 4 độ C thì nước co lại chứ không nở ra. Còn khi tăng nhiệt độ từ 4 độ C trở lên, nước mới nở ra.
Mà cái nguyên lý hoạt động của nhiệt kế đó chính là nó dựa vào cái sự giãn nở vì nhiệt của các chất, đúng không nào? Khi mà mức ở đây có đặc điểm là nó giãn nở vì nhiệt không đều như vậy thì chúng ta không thể nào mà dùng nước để làm nhiệt kế được. Suy ra ta sẽ không dùng nước. Để chế tạo nhiệt kế. Nhưng mà chúng ta lại giải thích tiếp một cái vế nữa. Tại sao chúng ta lại dùng rượu mà không dùng những cái chất khác, ví dụ như là thủy ngân chẳng hạn? À, vì rượu có một cái đặc tính đó chính là nó có nhiệt độ đông đặc rất là thấp, rơi vào khoảng là âm 114 độ C. Ví dụ như ta dùng thủy ngân, thủy ngân thì có nhiệt độ nóng chảy, à nhiệt độ đông đặc là tầm 38, âm 38 độ C, thì nó sẽ không phù hợp đối với một số nước lạnh, ví dụ như là bên châu Âu chẳng hạn, có những nơi nó có thể đạt nhiệt độ là dưới âm 40 độ, thì lúc đó thủy ngân đã đông đặc mất rồi thì ta không thể nào dùng để mà đo nhiệt độ được, đúng không? Vậy nên người ta sẽ chọn một cái chất nào có nhiệt độ đông đặc thấp, có thể là phù hợp với mọi nơi và ta có thể đo được nhiệt độ, chưa ạ? Ý thứ hai chúng ta cần phải nêu được đó chính là ta dùng rượu để làm nhiệt kế vì làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí vì đó chính là nhiệt độ đông đặc của rượu rất thấp. Rất thấp. Cỡ vào âm 114 độ C. Và nhiệt độ của khí quyển thì không thể xuống thấp như vậy được. Nên nó sẽ phù hợp. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu 24-25.4. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh, rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây. Trên đây là bảng số liệu mà theo dõi nhiệt độ của nước đá theo thời gian. Nhìn vào đây thì các em có thể thấy là đúng rồi, nhiệt độ của nước đá đang tăng dần, đúng không nào? Thì trên thực tế, khi mà ta lấy một viên đá từ tủ lạnh ra thì chúng ta có thể quan sát được đó chính là viên đá đang tan dần ra. Và lúc này nhiệt độ của nó sẽ tăng dần lên. Vậy thì từ cái bảng số liệu đó, chúng ta sẽ cùng nhau là vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Thứ nhất là để vẽ được cái đường biểu diễn này thì các em hãy chuẩn bị cho cô một tờ giấy có những cái ô, có sẵn, chia sẵn những cái ô như hình trên hình đây, cô đã chuẩn bị sẵn. Việc mà chúng ta sử dụng cái tờ giấy này để vẽ đường biểu diễn thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong cái việc là ta chia tỷ lệ. Trong điều kiện mà chúng ta không có những cái tờ giấy có kẻ ô vuông như thế này thì các em có thể chia tỷ lệ bằng thước kẻ. Ví dụ như là mỗi một đoạn tỷ lệ ta sẽ chọn lấy là 0,5 cm. Và để vẽ được đường biểu diễn thì chúng ta cần phải vẽ được cái hệ trục tọa độ. Trong đó là cô sẽ chọn cái trục nằm ngang hay còn gọi là trục hoành, là trục để đo thời gian. Các em thấy là thời gian của chúng ta đang từ 0 phút đến phút thứ 20, đúng không nào? Vậy có nghĩa là có 20 giá trị, 20 phút thì cô sẽ chia sao cho hợp lý tỷ lệ.
Chụp nằm ngang này của cô chính là chụp thời gian. Thời gian tính theo phút. Tiếp tục là chụp thẳng đứng thì chính là chụp nhiệt độ. Và nhiệt độ tính theo độ C. Ở chụp thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau điền những cái giá trị tương ứng lên chụp thời gian này. Thời gian có gốc thời gian là 0 phút. Đây chính là 0 phút. Cô sẽ chọn là mỗi cái ô tỷ lệ sao cho mỗi một cái ô này của cô tương ứng với 2 phút. Thì đã 0 đến 2 phút là một ô này, 2 đến 4 phút cũng là một ô. Và cứ như vậy 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Cô đã điền đủ các giá trị tương ứng theo cột thời gian, được chưa ạ? Bây giờ ta chuyển sang cột nhiệt độ. Cột nhiệt độ là giá trị gốc của cái trục thẳng đứng này sẽ là âm 6. Từ âm 6 đến 20 sẽ là có 26 giá trị nhiệt độ, đúng không nào? Vậy cô sẽ chọn là mỗi một cái ô này, cô chọn là 1 độ C. Thì ta cần phải điền sao cho đủ. Thứ nhất là âm 6 này, tiếp theo là âm 3, âm 6, âm 5 này, âm 4, âm 2, âm 3. Vậy thì âm 3 sẽ ở đây. Đây là âm 3. Tiếp theo là âm 1, âm 2 này. Âm 1 sẽ nằm đây. 0. 0 là trên âm 1 làm thêm 1 ô. Đến 2 này. Đây là 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là 9. 14, 10, 11, 12. 10 này, 11, 12, 13, 14. Đây chính là 14 này. 18. 15, 16, 17, 18 ở đây ạ. Và giá trị 20 sẽ nằm ở đây. Thì cô đã điền xong cái giá trị của thời gian và nhiệt độ tương ứng lên hay trục tọa độ. Tiếp theo, bây giờ cô sẽ xác định những cái điểm mà điểm có nhiệt độ tương ứng với thời gian của nó. Ví dụ như là khi mà thời gian là xét ở phút thứ 0 thì nhiệt độ tương ứng của nó là âm 6 độ, thì chính là cái điểm này, đúng không ạ? Đây là phút thời gian từ 0 gióng lên chụp nhiệt độ cho ra là nó nằm ở vị trí này các em. Ở vị trí này. Đều là ở gốc của hai trục luôn. Tiếp theo là phút thứ 2. Nhiệt độ là âm 3. Cô sẽ vẽ bằng cách là sóng kẻ một đường thẳng vuông góc với trục. Các em hãy quan sát thao tác của cô và chúng ta sẽ làm theo. Tiếp theo là đến thời gian là 4 phút, phút thứ 4 này, tương ứng nhiệt độ là âm 1. Phút thứ 6 nhiệt độ là 0. Nhiệt độ là 0, cô xác định đây. Cô kẻ một đường thẳng nằm ngang vuông góc với cái trục nhiệt độ này. Thì để ý thấy là phút thứ 8 và thứ 10 cũng là 0 độ C. Phút thứ 12 thì tương ứng là 2 độ. Phút thứ 14 là 9 độ C. 9 độ C đấy. Phút thứ 14. Phút thứ 16 là 14 độ. Mười sáu là 14 độ.
Thứ 16 là 14 độ. Tiếp theo đến phút thứ 18 rồi ạ, là 18 độ. Và đến phút thứ 20 chính là 20 độ C. Thực ra trong cái quá trình mà ta vẽ đường biểu diễn thì cái công đoạn khó nhất chính là cái công đoạn mà ta chia tỷ lệ, điền những cái giá trị tương ứng lên cái trục của nó, chia sao cho vừa đẹp này, vừa cân đối hình. Và để vẽ được cái đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian thì cô sẽ nối những cái điểm mà cô vừa xác định được. Cô sẽ sử dụng bút đỏ để nối lại. Đây điểm thứ nhất. Nối các điểm lại với nhau. Cô sẽ tô nó thật là rõ lên. Và cái đường nét đỏ này của cô chính là cái đường biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian. Ứng với cái quá trình này là quá trình gì các em nhỉ? À, nước đá của chúng ta đang tan chảy ra đúng không nào? Thì hay còn gọi đây là chính là cái quá trình nóng chảy của nước đá. Quá trình nóng chảy của nước đá. Chúng ta đã hoàn thành xong ý thứ nhất là vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Thì các em chú thích cho cô cái đường đỏ này chính là đường biểu diễn. Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau hoàn thành tiếp ý thứ hai. Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? Thì các em hãy quan sát cho cô. Đây từ phút thứ 6 đây ạ, đúng không nào? Phút thứ 10 đây. Chúng ta gióng lên để nhìn xem cái dạng dạng của đường biểu diễn. Các em có nhận xét gì? Đường biểu diễn của chúng ta là một đường thẳng nằm ngang đúng không nào? Và nhiệt độ của nó là không đổi bằng 0 độ C. Vậy đây chính là cái giai đoạn mà nó đang xảy ra cái quá trình nóng chảy. Và nhiệt độ nóng chảy của nước đá chính là 0 độ C. Ý thứ hai. Câu 24, 25.4. Ý 1 thì chúng ta đã vẽ được ở đây rồi đúng không ạ? Và ý 2 thì cô sẽ trả lời này. Hiện tượng xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 là. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 là.
nước đá. Trong quá trình nóng chảy, có nhiệt độ không đổi này, bằng 0 độ C. Và đây cũng chính là nhiệt độ nóng chảy của nước đá. Và cái thể của nó sẽ là gì nhỉ? À, nó vừa ở thể rắn và vừa ở thể lỏng. Nước đá vừa ở thể rắn vừa ở thể lỏng. Và các em nhận xét cho cô về cái đường biểu diễn. Đường biểu diễn là một đường thẳng nằm ngang, đúng không? Đường biểu diễn là một đường thẳng nằm ngang. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu 24-25.4. Thì ở cái bài này thì chúng ta cần rút ra được cái nhận xét gì để có thể là vận dụng làm được cái bài tập tương tự. Thì đối với những cái bài ví dụ như người ta cho một cái đồ thị, cho một cái đường biểu diễn cái quá trình sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và yêu cầu các em xác định cái nhiệt độ nóng chảy hoặc nhiệt độ đông đặc của một chất nào đó, thì các em hãy tìm cho cô là trên suốt cái đường biểu diễn đó, cái đoạn nào cho ta là một cái đường thẳng nằm ngang, thì cái đoạn đó ta gióng sang trục nhiệt độ thì ta sẽ xác định được đó chính là nhiệt độ nóng chảy hoặc nhiệt độ đông đặc của chất đó, được chưa ạ? Và nếu mà cái đoạn nào mà có dạng là một đường nằm nghiêng hướng lên thì đây chính là nhiệt độ đang tăng. Còn ngược lại, nếu đường nằm nghiêng mà hướng xuống tương ứng với nhiệt độ đang giảm. Các em nhớ được cho cô những cái đặc điểm đó để chúng ta có thể đưa ra được những cái nhận xét khi mà quan sát được một cái đồ thị, một cái đường biểu diễn. Trên đây cô đã hướng dẫn các em làm bài 24-25.1 đến bài 24-25.4. Thì còn những cái bài còn lại thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa trong cái video tiếp theo. Cô xin hẹn gặp lại các em trong cái video tới. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.